Thực sự là đi từ trái tim đúng không? Các anh chị đi từ trái tim của những các anh chị đã rất là tâm huyết với cái hành trình Nuski và đã đạt được những cái kết quả như ngày hôm nay. Và cái tiếp theo các anh chị Hà muốn giới thiệu với các anh chị một cái điều là sao ạ? Nếu như khi chúng ta đã có được cái tầm nhìn rồi đó các anh chị, và chúng ta đã quyết định chọn lựa, thì cái việc tiếp theo là sao? Chúng ta phải cần phải học hỏi đúng không các anh chị, để mà phát triển bản thân. Và mình đã nghe rất là nhiều là nếu như chúng ta muốn trở thành triệu phú thì chúng ta phải đọc những cái cuốn sách của những người triệu phú đúng không các anh chị. Mình phải tiếp xúc và nghe với tư duy của những người triệu phú và được học hỏi từ những cái người triệu phú. Thì những cái anh chị mà có mặt trên ngày hôm chia sẻ với các anh chị ở đây ngày hôm nay thì họ đã trải qua rất là nhiều những cái chuỗi sự kiện các anh chị của OTG Việt Nam, của Nuskin Việt Nam cũng như là ở khu vực Đông Nam Á, để người ta được tiếp xúc và học hỏi từ những người thành công hơn các anh chị, đến không chỉ là từ khu vực Đông Nam Á mà đến từ khắp nơi trên thế giới. Thì tiếp theo đây là xin mời các anh chị xem một cái clip các anh chị giới thiệu về cái chương trình sự kiện SSOV, một cái Success Olympic, sự kiện Thế vận hội thành công các anh chị, dành riêng cho thị trường Việt Nam, một năm chỉ có 2 lần thôi các anh chị ha. Thì đây là cái sự kiện cuối cùng của năm 2018, nhưng mà sự kiện này cũng có một cái điều rất là đặc biệt các anh chị, vì tại đây chúng ta sẽ có cơ hội được tiếp xúc với lại một trong những cái người đã rất là thành công, gần như là thành công, gần như là gọi là lãnh đạo ông tổ hả các anh chị ha, của Nuskin trên thế giới luôn các anh chị, với cái thu nhập là gần như là hơn 50 triệu đô la Mỹ các anh chị, từ cái thu nhập từ Nuskin. Nhưng mà cái sứ mệnh của ông đến ngày hôm nay các anh chị là vẫn tiếp tục đi khắp nơi để chia sẻ là cái nguồn truyền cảm hứng và động lực cho những cái người khác tìm hiểu về Nuskin, là Nathan Rich các anh chị ha. Thì tại cái sự kiện này chúng ta đã có cơ hội được tiếp xúc và học hỏi từ ông, cũng như là từ rất là nhiều những cái team elite khác các anh chị, đến từ thị trường Mỹ cũng như là thị trường Đông Nam Á các anh chị, và họ là ở những cái gọi là cái background khác nhau, nhưng mà họ trong một thời gian rất là ngắn, cái gì chưa đầy 1 năm để trở thành team elite, và người đó cũng là một người team elite ở trong hệ thống của cô chú Ben và Terry các anh chị. Thì điều đó cũng là một điều rất là vinh dự cho đội nhóm của chúng ta, và xin mời các anh chị hướng mắt về màn hình để xem clip ạ. You gotta be careful what you write down, because if you read it enough, it might just happen. But when your work is what you love, when your work is changing people's lives, when your work is making the world a better place, why call it work? It's our life. It's who we are. It's what we do. It's how we help. That's why we do this book. That's why I do this book. Everybody here can do what I just said if you want. And if you do what I just said, you cannot miss. You could not be more lucky than being in that chair right now. You know why I did it? I didn't want to have to tell my kids we don't have any money. I did it because I wanted to be free. Freedom. That's why we do it. Don't ever forget it. The reason that you're going to do this business is because you want to be free. You don't want to have to worry ever again. Rất là tuyệt vời các anh chị, nhưng mà mình hay nói trong cái công việc Nuskin các anh chị là cái điều tuyệt vời nó còn ở phía trước đúng không ạ? Đó, mà trong cái hành trình mà mình làm Nuskin các anh chị, thì mình nhận thấy là các cái team elite của chúng ta là team elite Nathan Rich là ở độ tuổi là gần như là U70 rồi đó các anh chị. Nhưng mà khi các anh chị được diện kiến ông ở ngoài á, thì mình rất là khó để có thể biết được cái tuổi thật của ông luôn, từ tinh thần cho đến là những cái cảm hứng mà ông truyền cho chúng ta. Thì đó cũng là một cái điều mà mình cũng rất là tin tưởng đúng không các anh chị, trong cái hành trình này chúng ta sẽ trở thành một cái con bướm rất là xinh đẹp đúng không ạ, có một cái sức khỏe rất là tuyệt vời. Và ngày hôm nay thì Hà cũng xin mời lên đây các anh chị một người chị các anh chị, một người chị sinh ra và lớn lên từ cái mảnh đất miền Trung các anh chị, và với một cái hành trình hơn 20 năm các anh chị làm trong cái lĩnh vực là nhà báo, thì chị cũng đã rong ruổi khắp mọi nơi các anh chị ha, cùng với cái ngòi viết của mình cũng đã thay đổi rất là nhiều cuộc đời các anh chị đó. Thế nhưng mà với cái mong muốn luôn và với một cái tầm nhìn các anh chị của một cái người rất là nhạy bén về kinh doanh, thì chị cũng đã có những cái
thành công khác ở cái kinh doanh bên ngoài. Thế nhưng các anh chị, cái điều mà chị luôn luôn tìm kiếm nó không phải chỉ dừng lại các anh chị ở cái những cái giá trị về tài chính cho bản thân của gia đình mình, mà chị luôn luôn mong muốn tìm kiếm một cái cơ hội mà nó có thể giúp cho nhiều gia đình khác hơn nữa có thể thành công giống như là gia đình của mình, thay đổi và chuyển đổi cuộc sống. Và chính vì ở đó mà chị 4 năm cách đây chị đã tìm thấy cái cơ hội nuôi Skin và đã rất là đưa ra một cái quyết định rất là mạnh mẽ các anh chị, là nghỉ hưu sớm luôn các anh chị ha, để mà đồng hành cùng với cái công việc này. Và từ cái quyết định đó thì chị đã trở thành một cái người lãnh đạo rất là mạnh mẽ của thị trường miền Trung. Và Hà mời lên đây ngày hôm nay ở team Helix Hoa Chi thành viên 1 tỷ đồng ạ. À, người chị đó là mẹ của người này các anh chị. À, xin chào tất cả các anh chị. Các anh chị đến giờ này các anh chị có thấy còn khỏe và vui không ạ? À? Còn muốn nghe nữa không ạ? À? To lên, muốn không ạ? À? À, cảm ơn các anh chị. À, mình sẽ không giới thiệu nhiều về mình các anh chị. À, các anh chị chỉ biết là người này U60 các anh chị hả? Là một nhà báo 27 năm, là một lãnh đạo của cơ quan truyền hình và có một thời gian rất là dài đầu tư làm giáo dục mầm non các anh chị hả? Và bất động sản, các anh chị nghĩ như vậy. Và người đó đang làm Skin các anh chị. Được không ạ? À, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Ngày hôm nay thực sự thì mình nghe rất là nhiều lần về cái cơ hội kinh doanh các anh chị, của rất nhiều lãnh đạo. Nhưng ngày hôm nay thực sự các anh chị đứng lại tại mảnh đất của miền Trung, tại Đà Nẵng của mình, nghe hai lãnh đạo đến từ nửa vòng trái đất đã rút ruột, rút gan các anh chị và chia sẻ cái cơ hội Skin với bản thân người miền Trung. Mình thực sự vô cùng cảm ơn hai người lãnh đạo yêu quý của chúng ta. Các anh chị hãy mượn những cánh tay cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn hai lãnh đạo của mình ạ. À. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Chắc chắn các anh chị sẽ đặt câu hỏi là cái hành trình Skin vừa qua mà các anh chị được các bạn đứng lên đây hoặc là các lãnh đạo hoặc là những người rất bình thường để thấy được là cái cơ hội này các anh chị ạ, là một cơ hội bình đẳng ngay các anh chị cho mọi người bình thường. Được không ạ? Cơ hội Skin là cơ hội bình đẳng cho mọi người bình thường. Nhưng với cơ hội này chúng ta trở thành phi thường. Các anh chị có mong muốn điều đó không ạ? Hãy trở thành phi thường với chúng ta và gia đình chúng ta các anh chị. Chúng ta hãy tin chúng ta làm được điều đó. Bản thân mình cũng đã đi qua là làm công ăn lương, cũng là chủ doanh nghiệp các anh chị, và cũng đầu tư những lĩnh vực lớn. Nhưng mà cái cơ duyên mình đến Skin á, là mình đi tìm kiếm sức khỏe các anh chị. Có ai luôn luôn lo ngại về sức khỏe của mình? Có ai luôn luôn lo sợ vì tuổi già đến không ạ? Có không ạ? Có, thật lòng có đúng không các anh chị? À, mình nhìn xuống kia thì toàn những gương mặt rất trẻ các anh chị. Trẻ hơn mình rất nhiều. Bởi vì con mình ở lứa tuổi này khoảng 31 tuổi thì các anh chị hình dung mình ở U60 sắc vóc và năng lượng như thế này có được không ạ? À? Cảm ơn Skin các anh chị. Skin đã cho mình được điều đó. Và mình biết ơn cái hành trình 4 năm qua các anh chị. Nhiều người nói là mình có đầy đủ rồi. Mà thực ra đầy đủ thực các anh chị. Con cái trưởng thành, các bạn cũng học nước ngoài và đang làm là tiến sĩ các anh chị. Và mình cũng có một cái background rất là ok, là nhà báo, rồi đầu tư mọi cái. Thực sự là không có Skin mình cũng ổn các anh chị, thật sự luôn á. Có nghĩa là mình có những cái thu nhập thụ động. Các anh chị hình dung mà, mình đã có những cái thu nhập thụ động. Nhưng các anh chị, cái mà mình không có, đó là thời gian và sức khỏe các anh chị. Ai trong chúng ta ngồi đây mong muốn rằng trong một khoảng thời gian 3 năm, 5 năm tiếp theo, các anh chị có thể chủ động về thời gian và sức khỏe ạ? Ai ạ? À? Ai nói tôi ạ? À? Cảm ơn các anh chị. Các anh chị may mắn hơn mình. Bởi vì các anh chị còn quá trẻ các anh chị. Mình nhìn xuống đây là đa phần các anh chị còn rất trẻ. Có nghĩa là các anh chị đón nhận cơ hội Skin với một tâm thế là người trẻ. Có một khoảng thời gian rất dài để các anh chị làm gì ạ? À? Các anh chị sẽ sống một cuộc sống sung túc với Skin các anh chị. Đúng không ạ? À? Các anh chị có đủ thời gian để các anh chị có thể làm kiến trúc sư cho cuộc đời mình. Được không các anh chị? Được. Chúng ta hãy là kiến trúc sư của cuộc đời mình các anh chị. Hãy thiết kế cuộc đời mình, sống những năm tháng mà mình thực sự hài lòng và mong muốn. Các anh chị làm được điều đó chưa ạ? Làm được chưa ạ? Chưa, đúng không ạ? Vậy thì hãy mở lòng ra, đón nhận cơ hội Skin. Chúng ta đừng có suy nghĩ quá nhiều các anh chị. Bởi vì chúng ta cũng phải đi học, ra trường, đi làm thuê, đúng không ạ? Làm rất nhiều thời gian. Nhưng bây giờ các anh chị hãy nhìn lại đến thời điểm này nè. Nếu ai cảm thấy hài lòng rồi á, thì thực sự cơ hội Skin cũng chưa phải là dành cho các anh chị. Nhưng
Nếu các anh chị chưa hài lòng với cuộc sống của mình, các anh chị mong muốn mình thay đổi và hầu đó đâu đó có thể giúp ai đó thay đổi cuộc sống, thì các anh chị hãy đón nhận New Skin. Được không ạ? Hãy tìm hiểu nghiêm túc ngay các anh chị để đón nhận New Skin với một tâm thế của người muốn thay đổi và giúp ai đó thay đổi. Và thực ra thì mình cũng với tâm thế như vậy các anh chị. 4 năm trước, nếu như cuộc sống của mình một doanh nhân, một nhà báo thành đạt thì đủ cho mình rồi các anh chị. Nhưng mà luôn đau đáu đi tìm một sứ mệnh các anh chị. Luôn luôn đi tìm kiếm một cái phương tiện mà có thể giúp cho mình trẻ khỏe các anh chị, trẻ khỏe đẹp, có thể sống vui vẻ với con cháu đi chinh phục khắp nơi. Và qua cơ hội đó có thể giúp mình chạm đến được rất nhiều cuộc đời. Và mình đi tìm các anh chị. Các anh chị hãy tin, ai tin luật hấp dẫn ạ? Các anh chị có tin điều đó không ạ? Dễ rất nhiều cánh tay các anh chị. Nếu các anh chị tin là các anh chị sẽ thay đổi bản thân mình và thay đổi ai đó thì điều đó nó sẽ xảy ra các anh chị. Và mình đi tìm kiếm thì nó tìm thấy các anh chị. Cảm ơn New Skin rất nhiều luôn. Mình đã trải qua rất nhiều kinh doanh, nhiều công việc, nhưng đến khi New Skin thực sự chạm đến trái tim của mình các anh chị. Nếu như các anh chị làm vì tiền thì các anh chị sẽ không có động lực nhiều lắm các anh chị. Nhưng nếu các anh chị làm việc vì giấc mơ, vì ai đó mà các anh chị buộc phải thành công và giúp họ thành công thì đó là động lực sống các anh chị. Động lực, được không ạ? Và mình nhìn xuống khán phòng ngày hôm nay đó, mình thực sự là rất là vui. Vì sao ạ? Cái ngày mà mình ra quyết định đồng hành New Skin các anh chị, cái ngày mà mình bản thân có một mình các anh chị và đối mặt rất là nhiều cái khó khăn luôn. Vì mình bước xuống từ một nhà báo ở một cái đỉnh cao, một cái background rất cao, bước xuống đỉnh dốc các anh chị. Các anh chị hình dung không ạ? Bước xuống đỉnh dốc để bắt đầu sự nghiệp New Skin. Và ngày hôm nay, sau 4 năm các anh chị, mình lại leo lên đỉnh núi của New Skin các anh chị. Cho một tràng pháo tay được không ạ? Nếu chúng ta không bắt đầu thì chúng ta không có sự kết thúc các anh chị. Với New Skin, các anh chị có thể bắt đầu, có thể là bắt đầu khi chưa hoàn hảo, rồi chúng ta sẽ trở nên hoàn hảo được các anh chị. Hãy bắt đầu từ bây giờ để chúng ta có một kết thúc tuyệt vời cho cái hành trình, cho cái cuộc sống của mình. Và mình tin chắc rằng là với những con người ngồi đây, hàng triệu người của miền Trung, của Đà Nẵng mình các anh chị, hiện nay có 1 triệu dân của Đà Nẵng, nhưng với 100 con người ngồi đây, đủ thấy được rằng là các anh chị đã khác biệt so với 1 triệu dân ngồi đó các anh chị. Hãy cho các anh chị một tràng pháo tay đi ạ. Một cái sự khác biệt rất nhiều các anh chị. Đúng ra cái giờ này chúng ta phải ở nhà với con cái đúng không ạ? Chúng ta ở quay quần đâu đó hoặc là chúng ta làm những việc riêng. Nhưng chúng ta luôn đi tìm kiếm đúng không ạ? Chúng ta luôn có những khát khao. Chúng ta có giấc mơ chưa đạt được. Và chúng ta nhận lời mời của bạn mình, của ai đó để chúng ta đi tìm kiếm một cơ hội. Đúng các anh chị? Cơ hội ở đây rồi các anh chị. Quyết định ở nơi chúng ta đó các anh chị. Đừng để chúng ta phải đi suốt nhiều năm tháng đi thử cuộc đời của mình. Chúng ta hãy hỏi lại chúng ta có bao nhiêu thời gian để đi thử. Đừng có bao giờ đem cuộc đời mình để đi thử các anh chị. Thử quá nhiều việc, làm đủ thứ, cuối cùng vẫn y chang như các anh chị. Hãy mở lòng. Một lần nữa mình muốn gửi đến các anh chị, đó là cái sự mở lòng các anh chị. Hãy mở lòng tìm hiểu New Skin một cách nghiêm túc ngay các anh chị. Tìm hiểu New Skin một cách nghiêm túc và hãy tận dụng xu hướng của New Skin các anh chị. Xu hướng đang được toàn cầu đón nhận và hãy tận dụng cái đòn bẩy của New Skin các anh chị để các anh chị giúp cho các anh chị thực hiện được giấc mơ của cuộc đời mình. Và hãy dựa vào cái sự nền tảng vững chắc của công ty New Skin các anh chị giúp cho các anh chị đi thật xa. Được không ạ? Dễ, được các anh chị? Cảm ơn các anh chị rất nhiều. MC